Freedom House lại xuyên tạc tình hình dân chủ ở Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, tổ chức Freedom House tung ra cái gọi là báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong. Nội dung của báo cáo có nhiều thông tin bịa đặt sai trái về tình hình thực tế tại Việt Nam. Freedom House không còn là cái tên xa lạ. Theo tuyên bố được đưa ra, mục đích hoạt động của Freedom House là ủng hộ sự tiến bộ và thúc đẩy mở rộng tự do dân chủ trên toàn thế giới. Hàng năm, tổ chức này xây dựng và công bố các báo cáo như báo cáo tự do trên thế giới, báo cáo tự do trên mạng, báo cáo tự do và truyền thông. Tuy nhiên, nhiều năm qua, những thông tin mà tổ chức này nêu ra liên quan đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam, lại sai lệch thực tế, mang động cơ tiêu cực về chính trị. Vẫn như thường lệ, nội dung của cái gọi là báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong được Freedom House tung ra hôm 2 tháng 6, tiếp tục là những thông tin sai sự thật, vu cáo về tình hình tự do dân chủ ở Việt Nam. Tổ chức này vu cáo rằng Việt Nam là một trong số các quốc gia thực hiện đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng người đấu tranh ngay cả khi họ rời quê hương, tiến hành tấn công mạng vào các tổ chức hỗ trợ người Việt tị nạn và thúc đẩy nhân quyền, quấy rối, cấm xuất cảnh hoặc bị tịch thu hộ chiếu đối với các nhà dân chủ chỉ vì họ báo cáo vi phạm nhân quyền của chính phủ lên các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc. Ngay sau đó, một số trang báo nước ngoài có tư tưởng thù địch hoặc cái nhìn thiếu thiện cảm với Việt Nam cùng các kênh truyền thông do các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành đã nhanh chóng khai thác, lan truyền những nội dung sai lệch trên để làm nhiễu loạn thông tin, bóp méo sự thật, tiến hành các hoạt động chống phá đảng, nhà nước Việt Nam. Thực ra, đây là chiêu trò cũ, lặp lại của Freedom House. Tổ chức này liên tục xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia không có quyền tự do dân chủ. Việc đánh giá xếp hạng của Freedom House không căn cứ vào những tài liệu chính thống, không dựa vào tình hình đời sống thực tế của người dân ở Việt Nam. Thay vào đó, tổ chức này bắt tay với các đối tượng phản động, chống đối cơ hội chính trị người Việt ở trong và ngoài nước, cùng các cá nhân tổ chức nước ngoài có định kiến với Việt Nam để tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin, từ đó vu khống Việt Nam, xâm phạm các quyền tự do dân chủ. Hoạt động của Freedom House thể hiện rõ sự định kiến thù địch đối với Việt Nam. Tổ chức này luôn luôn đánh đồng, quy chụp rằng trong chế độ chính trị, một đảng lãnh đạo là không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền. Không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia khác cũng liên tục bị Freedom House cho vào tầm ngắm. Mục đích của tổ chức này là thông qua chiêu bài dân chủ, nhân quyền để tấn công, can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Trong một bài trả lời phỏng vấn VTV, ông Jalan Bayzanov, đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam đã đánh giá có những tổ chức nhân quyền có tư tưởng rất cứng nhắc, phiến diện, họ bị chi phối bởi tham vọng chính trị. Họ không chú ý đến sự khác biệt về hoàn cảnh lịch sử, văn hóa. Khi lập báo cáo, họ thường bị yếu tố chính trị và định kiến chi phối. Chúng ta sống và làm việc không phải để làm hài lòng những tổ chức như Freedom House, mà nhà nước của chúng ta hoạt động để người dân có cuộc sống tốt lên trên thực tế. Đó mới là điều quan trọng nhất. Phải khẳng định rõ, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của người dân. Các chính sách phát triển con người được thực hiện một cách đồng bộ và toàn diện, từ xóa đói giảm nghèo đến phát triển giáo dục, y tế, lao động, việc làm. Đây là cơ sở, là nền tảng quan trọng để tất cả mọi người trong xã hội tiếp tục thừa hưởng, thực hiện các quyền chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội một cách toàn diện, sâu sắc, có chất lượng, thực chất và hiệu quả hơn. Không chỉ riêng Việt Nam, mà với tất cả các nước trên thế giới, nếu muốn đánh giá về sự tự do, dân chủ, nhân quyền thì chắc chắn phải dựa vào ý kiến của đại đa số người dân của đất nước đó. Việc một số cá nhân tổ chức như Freedom House không ở Việt Nam, không nhìn nhận bằng các khảo sát khách quan, nhưng lại liên tục đưa ra đánh giá phán xét về Việt Nam với gam màu xám cho thấy rõ, chiêu trò quy trục và vì thế hiển nhiên là không đủ tin cậy. Hiện nay, Việt Nam là một trong 20 nước có tỷ lệ sử dụng Internet nhiều nhất thế giới, với khoảng 70 triệu người dùng, chiếm gần 70% dân số. Vì vậy, nếu không có tự do, không có dân chủ, không có nhân quyền, thì chính người dân Việt Nam sẽ lên tiếng đấu tranh bảo vệ các quyền của bản thân.
người dân Việt Nam không cần sự ban phát tự do nhân quyền của Freedom House hay bất kỳ cá nhân tổ chức nào. Với những cáo buộc của Freedom House khi cho rằng Việt Nam không có tự do, chính quyền đang tiến hành tấn công mạng, đàn áp xuyên biên giới. Rõ ràng đây là những luận điệu phi lý xuyên tạc một cách trắng trợn. Những dẫn chứng được tổ chức này đưa ra là hết sức kịch cỡm. Trong danh sách nạn nhân của đàn áp xuyên biên giới, được Freedom House lấy làm ví dụ như AGA và tổ chức Voice. Đây đều là thành phần chống phá đất nước, có nhiều hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam. Về AGA, đây là đối tượng phun rô lưu vong ở Mỹ, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Tháng 9 năm 2020, AGA chính thức thành lập cái gọi là Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Thông tin về tổ chức này đã được Công an tỉnh Đắk Lắk công bố trên mạng Internet đối với cái gọi là sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại, Voice. Đây thực chất là tổ chức phản động ngoại vi của Việt Tân. Các cơ quan báo chí đã nhiều lần vạch trần bản chất của tổ chức này, trong đó có thể kể đến như bài báo về Trịnh Hội và tổ chức Voice đăng ngày 27 tháng 7 năm 2015 trên báo Nhân dân. Loạt bài bản chất của các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức ngoại vi của Việt Tân đăng trên báo Công an Nhân dân tháng 1 năm 2022. Rõ ràng, Freedom House và các đối tượng chống đối đã diễn một màn kịch dân chủ hết sức vụng về nhằm mục đích tấn công chống phá Việt Nam. Các hoạt động của Freedom House ngày càng khẳng định rõ bộ mặt gian trá, lợi dụng danh nghĩa thúc đẩy tự do dân chủ để tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây là hoạt động lợi dụng dân chủ, vi phạm quy định của pháp luật quốc tế, xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi ích của nhân dân Việt Nam.